Hôm nay Minh Phương và quý vị khán giả nha, chỉ cần ngồi tại nhà thôi mà được xem miễn phí rất nhiều bộ phim tranh cát động của nghệ sĩ tranh cát Nguyễn Thế Nhân rất là nổi tiếng. Wow, đúng gu của Minh Phương luôn rồi. Xem phim tranh cát động của anh Thế Nhân thì không chỉ xúc động về nội dung nè, mà còn bị cuốn hút theo cách kể chuyện rất lạ của ảnh. Mà Minh Phương thích nhất á, đó là đôi tay điều khiển cát rất là điêu luyện. Trời ơi, anh Nguyễn Thế Nhân mà anh nghe Minh Phương kể như vậy, khen về anh như vậy đó, chắc là anh hạnh phúc lắm luôn á, trẻ ra được hơn 10 tuổi. Nhưng mà trong tiết mục chuyện đề tôi kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu những sự thật động trời đằng sau những bộ phim tranh cát động và bên trong con người của nghệ sĩ Nguyễn Thế Nhân. Mà hấp dẫn dữ vậy, anh Mạnh Cường tung trailer hơi bị hấp dẫn đúng không quý vị? Thế thì ngay bây giờ chúng ta phải xem cho hết tiết mục chuyện đời tôi ngay sau đây để xem sự thật động trời đó là gì. Nghệ sĩ tranh cát Nguyễn Thế Nhân được nhiều đài phát thanh truyền hình tín nhiệm, đánh giá cao về tài hoa, kiến thức và sự nghiêm túc cẩn trọng trong nghề. Cho nên nhiều đài đã hợp tác với ông trong nhiều năm qua để sản xuất các chương trình phát sóng về lịch sử, văn hóa, truyền thống luân lý và đạo đức của con người Việt Nam, đưa đến khán giả trong nước và kiều bào nước ngoài những bộ phim tranh cát động đặc sắc, hấp dẫn bằng những thủ pháp gợi lại trong tâm hồn mỗi người những rung động và cảm xúc về chân thiện mỹ. Số lượng tập phim mà nghệ sĩ Nguyễn Thế Nhân đã thực hiện khiến chúng tôi phải giật mình. Khoảng hơn 30 tập là cái kể chuyện Bác Hồ, Hạt cát diệu kỳ, hơn 80 tập, chương trình Suối nguồn yêu thương hơn 150 tập, chương trình mà Người Việt nước Việt khoảng 355 tập. Khi trao kỷ lục cho nghệ sĩ Nguyễn Thế Nhân, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam không quá chú trọng vào số lượng tác phẩm do ông chế tác, mà đề cao, tôn vinh và quảng bá giá trị nội dung nghệ thuật sâu sắc, hữu ích của tác phẩm, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và cuộc sống tinh thần của đại chúng. Bốn chương trình kể chuyện Bác Hồ nè, Hạt cát diệu kỳ nè, Người Việt nước Việt và Suối nguồn yêu thương. Suối nguồn yêu thương. Chỉ bốn chương trình thôi mà nghệ sĩ, họa sĩ, kỷ lục gia Nguyễn Thế Nhân đã thực hiện trên 600 tập phim có giá trị. Cảm phục anh. Anh đã nỗ lực hết mình để làm được một con số rất có ý nghĩa cho cuộc đời này. Không chỉ cung cấp nhiều kiến thức dễ hiểu, dễ nhớ về lịch sử dân tộc, phim tranh cát động của anh Nhân còn khơi dậy trong tâm hồn, trong tư duy người xem tình cảm tốt đẹp về quá khứ, về công trạng của tiền nhân, cùng sự rung động, trân quý những giá trị của lòng nhân ái, của tình cảm con người trong cuộc sống hiện tại. Khi mà được xem những cái tác phẩm của anh Nguyễn Thế Nhân thì trong tôi cảm thấy rất nhiều cái nội dung rất là đặc sắc. Đặc biệt những cái mẩu truyện ngắn về Hạt cát diệu kỳ này, và những cái thước phim liên quan đến lịch sử của Việt Nam. Tôi cảm nhận được là cái sự sâu sắc trong từng bộ phim mà anh muốn truyền tải tới thế hệ trẻ, để giúp cho thế hệ trẻ không quên được những cái nguồn gốc lịch sử của ông cha ta. Với gần 2.000 năm, cùng muôn dân nhà nước Văn Lang đã là một quốc gia độc lập hùng cường. Những thế hệ đó đã làm nên những kỳ tích chế ngự thiên nhiên như sơn tinh, rời non chuyển núi, ngăn nước lũ, bảo vệ đồng lúa, bảo vệ xóm làng. Có những người con dũng mãnh vụt lớn lên đánh tan giặc ngoại xâm. Một tập phim 5 phút của Người Việt nước Việt, một cái bộ phim phát trên đài mà chiếu cả nước, thậm chí chiếu ra nước ngoài nữa, thì anh đã đối diện những cái thử thách gì về mặt lịch sử? Khi mà tôi nhận được ngay cái phim từ cái thời mà vua Hùng dựng nước. À. Thế thì mình phải tìm hiểu. Thì trước giờ ví dụ trong hình họa thì người ta cứ nghĩ là cái ông vua Hùng, cái thời vua Hùng là đóng khố, đội mũ nông chim. Nhưng mà khi mà vào tìm hiểu thì không phải. À. Tại vì thực ra cái thời đại vua Hùng, người ta đã làm chủ được những cái kỹ thuật đúc đồng, những cái chống đồng, những cái vũ khí đồng, mũi tên đồng, hay là có những cái di chỉ khảo cổ, người ta tìm được những cái con thoi mà dệt vải. Đúc được chống đồng nữa mà. Đúc được chống đồng thì không thể nào mà nói là cái ông vua Hùng ông lại đóng khố. Đúng. Cho nên là mình nghiên cứu và tôi tham khảo những cái tài liệu
ông vua ông không đóng khố đâu. Hay quá ha. Thì cái khố lúc bây giờ nó được cách điệu đi rồi. Nó vẫn là hình tượng khố nhưng mà nó là một cái tấm vải từ đây che xuống. Nó chỉ mang tính biểu cái nhân vật ha. Nó mang tính biểu tượng thôi. Rồi. Còn thực ra là ngài vẫn mặc áo. Từ việc không thể chấp nhận quốc tổ Hùng Vương cởi trần đóng khố, đầu đội lông chim, nghệ sĩ Nguyễn Thế Nhân còn tìm tòi, tra cứu, đọc sách, đối chiếu các thông tin, kiến thức, tham khảo và tiếp nhận ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu lịch sử có uy tín, học thuật cao để đảm bảo mỗi tập phim của anh là một câu chuyện lịch sử đàng hoàng, nghiêm túc và chuẩn mực, thể hiện lòng tự trọng của người làm phim cùng thái độ tôn trọng khán giả. Trận đánh nó xảy ra ở đâu? Ải Chi Lăng rồi hay là trên sông Bạch Đằng? Những cái chi tiết rất đơn giản như cái cọc người ta đóng như thế nào. Wow, bao nhiêu thứ lịch sử đi nghiên cứu. Vâng, riêng cái cọc ở trận Bạch Đằng ấy, nó đóng nghiêng hay đóng thẳng, nó bọc sắt hay là nó vót nhọn, nó to cỡ nào. Wow, anh nghiên cứu tại đó luôn. Phải nghiên cứu. Phải để khi mình vẽ lên nó phản ánh đúng sự thật. Có những cái mà chi tiết mà tôi không dám vẽ ngay mà tôi phải tìm đi tìm lại nhiều nguồn. Viết kịch bản, đạo diễn nội dung, vẽ tranh và thu hình tranh vẽ, rồi dựng phim vào lời bình, lồng nhạc, làm âm thanh. Một Thế Nhân làm công việc của cả ekip, nhưng không phải anh tham việc mà vì tính cầu toàn trong anh nhiều như cát, khó có thể đong đếm được. Muốn truyền tải, quảng bá, truyền bá về cái nét tinh túy, cái nét hồn cốt của cái nghệ thuật tranh cát động, anh dành trọn tâm huyết từ cái việc mà truy tìm cái nội dung lịch sử, nội dung mà theo cái kịch bản. Và kịch bản này đặc biệt là anh cũng là cái người dựng lên, nó mang cái tính thuyết phục mà nó phù hợp nhất với cái bối cảnh của những cái tập phim như vậy. Vì sao mà anh cũng là cái người mà gọi là ôm trọn hết cái công việc, từ việc dựng phim, dựng ảnh, vẽ tranh, tới cả lồng tiếng, tới cả chèn nhạc, cho thấy rằng là cái sự trau chuốt trong nghề, yêu nghề của anh một cách gọi là cao độ. Và đây là hình ảnh khiến chúng tôi bất ngờ và nể phục. Nghệ sĩ Nguyễn Thế Nhân vẽ storyboard cho từng cảnh quay trong mỗi tập phim để sự kết nối, chuyển biến hình ảnh trong phim trở nên mạch lạc, hợp lý và liên tục. Đây là phương thức chuyên nghiệp của người làm phim có kiến thức hình ảnh vững vàng và ý thức trách nhiệm cao độ. Sau khi có storyboard rồi thì mình phải ghim nó đằng trước mặt mình. Xong bắt đầu mình thực hiện mình vẽ. Sau khi mà mình vẽ xong rồi, có file rồi. Thì mình lấy cái file đó ra từ trong máy quay á, mình đổ vào máy, mình sẽ tiến hành dựng. Sau khi được đài người ta cung cấp voice thì mình đưa app voice vào trong đó. Coi lại lần nữa coi nó khớp chưa. Rồi bắt đầu mình mới chỉnh. Có những cái tình tiết nó chỉ xảy ra có 0,5 giây thôi. Wow. Nhưng giây luôn. Vâng, nhưng mà cái hình đó mình vẽ có khi cả mất cả tiếng hồ. Vậy thì mình phải xử lý tăng tốc lên. Cắt cúp chồng mờ các thứ khó khăn để cho nó đúng với nhịp voi. Có những cái trường đoạn hoặc có những cái chi tiết nó cao trào này, cái câu chuyện nó xảy ra nó gay cấn thì lúc đó thì mình phải chọn nhạc làm sao cho nó phù hợp, rồi chèn những cái hiệu ứng ví dụ như là sấm chớp hay tiếng con vật kêu, gió hay sóng biển hay là bom nổ hay này kia, tùy theo cái tình tiết câu chuyện mình sẽ đưa những cái hiệu ứng đấy vào. Và những cái âm thanh, có những âm thanh như tiếng kẹt cửa hay là tiếng mưa rơi hoặc tiếng nước chảy tiếng này kia để cho nó đảm bảo bản quyền thì tôi lại phải có khi tôi tự tạo ra. Em hiểu tại sao anh làm như vậy, bởi vì anh tôn trọng khán giả, tôn trọng người xem, anh tôn trọng cái nghề, và chính cái sự tôn trọng của anh mà người ta tôn trọng anh, cho nên anh rất nổi tiếng, đúng không? Không, bình thường thôi. Anh rất là nổi tiếng. Rồi tổ chức là Việt Nam trao cho anh cái kỷ lục cũng phải thẩm tra, thẩm định rất kỹ. Và họ nhìn vô cái phim, họ hiểu đây là người đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, có tâm thì mới có ra những cái thước phim rất là chỉnh chu, đàng hoàng và tử tế. Nghệ sĩ Nguyễn Thế Nhân làm phim với những nguyên tắc mà anh luôn giữ vững. Không đưa hình ảnh phản cảm lên phim như uống rượu, hút thuốc. Không vì thúc bách về mặt tiến độ mà thỏa hiệp cho qua những chi tiết lịch sử chưa thực sự chuẩn xác. Không ngại đụng chạm khi phản biện chuyên môn, sẵn sàng tư vấn ngược lại cho đối tác để cùng hợp tác đưa đến khán giả những tập phim chuẩn mực về nội dung và thông điệp. Anh loại bỏ những cái yếu tố gọi là về kiếm tiền ra một bên rồi.
Anh bỏ rất là nhiều show để mà biểu diễn bên ngoài ở đó. Rất là giá trị. Điều đó không phải là ở một cái người nghệ sĩ bình thường người ta có thể làm được. Ở đây cái tâm huyết của anh đã dành trọn cho cái việc đó. Thế cho nên là đây là một cái người nghệ sĩ mà tôi cảm thấy rằng là cái sự yêu nghề mà nghiêm túc với nghề. Cho dù như thế nào anh cũng dành trọn cái tâm huyết để anh tìm hiểu nó sâu sắc về nó. Đấy. Bỏ qua cái yếu tố về kinh tế, thị trường đi. Có những phim thức 2-3 đêm, có những quên ăn, quên ngủ. Chủ nhật, cứ đóng cửa trong phòng làm việc như vậy thôi. Thế thì có những mối quan hệ nó bị mất đi. Đường không đi thì đường đầy cỏ dại. Người không qua lại thì hóa người dưng. Cũng có những người bạn người ta không hiểu. Người đúng ta rồi. Mời mình một vài lần giao lưu. Cái chục lần mà không tới nữa thôi rồi. Không tới thì rõ ràng. Ngay bản thân mình cũng cảm thấy nó khó chịu. Sau khi hoàn thành dự án, tức là phim của mình được phát và được công chiếu cho khán giả trong nước ngoài nước người ta xem, có những cái phản hồi các cái khán giả cô giáo thầy giáo dạy sử dạy địa lý bảo chứ hôm nay trong cái tiết đấy là em đã đưa cái phim của anh vào trong cái giờ trực quan cho học sinh xem thì học sinh cảm thấy rất thú vị. Cái điều đó làm cho mình rất là xúc động. Nghệ sĩ Nguyễn Thế Nhân kiếm sống, bảo bọc gia đình bằng những show diễn tranh cát động trên sân khấu. Anh tập luyện kiên trì để vẽ được hai tay cùng lúc. Khi biểu diễn là anh vẽ thật, không dùng thủ pháp đánh lạc hướng thị giác khán giả để vẽ ảo. Khi làm phim cho đài, báo, anh dừng lại những show diễn có thù lao rất cao. Nếu mà vì tiền thì tôi sẽ không nhận. Nhưng mà tính vì cái giá trị nhân văn, cái giá trị thì đối với cộng đồng trong cái tình trạng bây giờ mà những cái clip nhàm nó lan tràn, nó nhiều quá, nó lớn thì, Thì mình dù sao mình cũng góp một phần nhỏ bé để đưa những cái thông tin chính thống, những cái có ích cho đời sống tinh thần của người Việt. Chính cái đó nó là cái động lực để cho mình không quản ngại, mình làm, mình tập trung, mình làm để tạo ra được những cái sản phẩm có ích cho cuộc đời, cho xã hội. Con trai nghệ sĩ Nguyễn Thế Nhân làm một phòng thu nhỏ gọn ngay tại nhà để thu tiếng lời bình cho những phim do chính bố của anh đọc. Việc đọc lời bình cũng làm tác giả Thế Nhân lao tâm khổ tứ suốt thời gian dựng phim, vì anh đọc đi đọc lại hàng chục lần trước khi đọc, phải phân tích phim, tâm lý nhân vật và tiết tấu phim để diễn cảm giọng đọc một cách chân thật và hài hòa. Tôi cũng đã tham gia, tôi lồng tiếng cho hàng trăm tập phim rồi. Có một kỷ niệm cũng khá là đẹp. Tôi có tham gia đọc lời bình cho một cái bộ phim Lối Về. Nó dài cũng khoảng 30 phút. Nói về công cuộc tìm mộ liệt sĩ của những cựu binh Úc, mà tìm mộ liệt sĩ của các chiến sĩ quân giải phóng. Cái bộ phim tài liệu đó thì rất là vinh dự, đạt huy chương vàng trong liên hoan truyền hình toàn quân năm 2024. Từ một cậu bé ham vẽ, thích bẻ gai nhọn của cây tre gai để vẽ thiên nhiên trên mặt cát sân nhà ở vùng quê Bắc Bộ, rồi miệt mài đọc hàng trăm cuốn sách văn học Việt Nam và thế giới, học hỏi về hội họa suốt hơn 10 năm, rồi trở thành một nghệ sĩ tranh cát động tài hoa, đầy đam mê và tâm huyết với nghề. Tranh cát nó là một cái phần máu thịt của cuộc đời rồi. Sẽ có lúc thịnh, lúc suy. Tranh cát thì nó cũng không nằm ngoài cái quy luật đấy. Nhưng theo tôi nghĩ tôi sẽ không thể bỏ được tranh cát. Để cho tranh cát nó tiếp tục được cống hiến, được khán giả yêu thích, thì cái phương thức mình thể hiện thì thứ nhất là cái cấu tứ, cái câu chuyện mình đưa ra nó phải có cái gì đó lạ. Mới. Độc đáo. Rồi sáng tạo tiếp nữa. Phải sáng tạo tiếp. Tôi sẽ không bỏ trên gáp. Cảm ơn anh. Đây là một cái tin rất vui. Thực tế, những người đam mê, tâm huyết, làm nghề tử tế, đàng hoàng, nghiêm túc như anh, em nói thật, không còn nhiều. Cho nên nếu anh mà bỏ cuộc nữa thì rất là uổng. Uổng cho ai? Uổng cho khán giả, những người chờ đợi coi phim của anh. Uổng cho cái nghệ thuật tranh cát đang tiếp tục đi tìm con đường phát triển nữa. Rồi uổng cho những đài truyền hình đang rất mong muốn tiếp tục hợp tác với anh để cho ra đời những cái tác phẩm mang tính giáo dục, mang tính tốt đẹp cho tâm hồn, cho đạo đức của con người nữa anh ha. Vâng.
Tranh Cát Động là cuộc sống, là tình yêu, là động lực và cũng là bệ phóng cho tên tuổi của nghệ sĩ Nguyễn Thế Nhân được lan rộng và tỏa sáng khắp nơi. Từ đó, anh trả ơn cho đời, cho nghề, cho khán giả bằng những tác phẩm nghệ thuật chứa đựng nhiều sáng tạo mới, nhiều nội dung đặc sắc và bổ ích mà anh chưa thể tiết lộ cho chúng tôi. Kính thưa quý khán giả, câu chuyện đời của nghệ sĩ, họa sĩ, kỷ lục gia Nguyễn Thế Nhân tuy chỉ có 15 phút, nhưng tôi thật sự tâm đắc vì anh đã để lại cho tôi rất rất nhiều những cái bài học, những cái giá trị trên con đường thực hiện những cái ước mơ của mình để đạt đến sự thành công. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi cũng xin có một câu mà tôi cảm thấy tâm đắc, đó chính là thành công không phải là đích đến mà là cuộc hành trình. Cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh tiếp tục thành công mãi mãi cho tới khi nào mà anh ngán ngẩm không muốn làm nữa thì thôi anh nha. Rồi, cảm ơn quý khán giả và hẹn gặp lại khán giả trong một chương trình Chuyện Đời Tôi lần sau. Mến tiết mục Chuyện Đời Tôi, nghệ sĩ Thế Nhân, hạt cát thành công mà quý khán giả vừa thưởng thức đã khép lại tạp chí văn nghệ kỳ này.